Đầu tiên để bước vào video các bạn đừng quên cho mình một lượt like, share, đăng ký kênh Nếu bạn nào và các anh chị nào chưa đăng ký Và hãy bấm vào biểu tượng cái chung để theo dõi video của mình thường xuyên các bạn nhé Có căn nhà ở Úc thì thật sự là tuyệt vời Bởi vì là khi ở Úc mình trả tiền thuê nhà Thì cái tiền này nó sẽ đúng bằng tiền trả lãi và gốc của ngân hàng luôn Cho nên là mình mua căn nhà, ví dụ căn nhà này đi Tính ra tiền Việt Nam thì tầm 12-13 tỷ Nhưng mà chúng ta trả khoảng từ tầm từ 3 đến 4 tỷ thôi Là mua được căn nhà rồi Còn cái tiền á mà trả hàng tháng gốc lãi thì nó đúng bằng cái tiền thuê nhà của mình hoặc là sẽ cao hơn một chút do bây giờ là cái mức lãi suất nó tăng á, chứ còn trước đây là tiền gốc và lãi thì đúng bằng tiền cho thuê căn nhà luôn cho nên là mua căn nhà thì bỏ ra có ba bốn tỷ thôi nhưng mà chúng ta không phải lo trả tiền thuê nhà Đây là điều rất là hay luôn Khi mà ở Việt Nam á Nếu mà chúng ta cho thuê một căn nhà thì không có đủ được 1 phần 3 của tiền gốc lãi nữa Ở thành phố Adelaide hiện tại thì tốc độ tăng giá nhà là khoảng 15% Tốc độ này so với ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh các bạn thì nó còn cao hơn nữa. Một số thành phố như là Sydney hay là Melbourne thì tốc độ tăng giá nhà đang ở mức âm, có nghĩa là đang giảm bởi vì tốc độ tăng từ trước đã tăng quá nhanh tới khoảng 20 phần trăm một năm cho nên là bắt đầu nó sẽ có xu hướng giảm đây là một căn nhà khác thì căn nhà này nằm trên đường gần cái khu Prospect và cách CD á có nghĩa là cách trung tâm thành phố tầm khoảng 15 phút đi xe căn nhà này á thì cũng khá là cũ bên ngoài nhưng mà bên trong thì họ sơn sửa cũng rất là mới. Thường bán nhà thì họ sẽ để nhà trống. Phía trước nhà nó sẽ có một cái sân cỏ như thế này và đây là hai căn dính liền nha các bạn. Mỗi người á, mỗi người sở hữu là được nửa căn nhà nhưng mà rất là riêng biệt và không có dính dán gì với nhau cả. Căn nhà này nhìn cũng rất là đơn giản thôi. Mới bước vào là thấy ngay cái bếp. Rồi sau đó là hai cái phòng ngủ như thế này. Gara thì cũng khá là rộng để được hai chiếc xe. Còn nhà vệ sinh thì hơi cũ một chút. Nhưng mà căn này á, thì giá nó cũng tầm 800 ngàn á, là cỡ bằng căn hồi nãy đó các bạn. Nhưng mà căn này thì trệt thôi chứ không có lầu. Nhưng mà diện tích thì nó rộng hơn. Cỡ tầm uh, 600 mét vuông đất. Thấy thiết kế căn nhà này thì mình cũng thấy không có ưng lắm Bởi vì mới bước vào là thấy cái bếp rồi Rồi sau đó là hai cái phòng ngủ như thế này liền kề nhau luôn Nhìn cũng không có đẹp mắt cho lắm Căn này thì nó cũng cũ rồi Thiết kế thì cũng rất là không có được hiện đại Còn đây là căn nhà hiện đại hơn Căn nhà liền kề nhưng mà nó là thuộc một khu thôi chứ không phải là dự án. Cái khu này á, thì nằm tầm cỡ 2 đến 30 căn, nằm trên đường cũng khá là lớn. Nhưng mà nhược điểm của khu này á, là nó không có chỗ băng qua con lương. Có nghĩa là mình đi á, mình phải quay đầu xe rất là cực. Mà bù lại á, căn nhà này mới xây được khoảng một năm thôi, nhìn cũng rất là mới. Giá căn này là khoảng 700.000 đô thì nó nằm tầm cỡ 11-12 tỷ tiền Việt Nam. Nhà vệ sinh cũng trông rất là ổn. Gạch và kính thì cái gì cũng nhìn cũng thấy mới hết. Mấy căn này thì được xây cách đây khoảng một năm thôi cho nên là khi mà mình bước vô nhà thì mình thấy rất là mới mẻ. Và đa số những người Việt Nam qua đây thường rất là thích mua những căn như thế này. Bởi vì ở Việt Nam là đa số là nhà liền kề là ngon nhất rồi chứ còn mấy căn nhà mà kiểu có sân rộng á thì ở việt nam ta hay kêu là biệt thự thì nó khá là xa xỉ và những căn như thế này nó sẽ xây gần hết đất luôn cho nên là cái, cái công năng của đất á mình sẽ được sử dụng nhiều hơn tủ âm tường rồi những cái uh, kệ đều rất là đầy đủ và còn rất là mới mấy căn này á thì người ta đầu tư á người ta sẽ mua lúc mà nó bắt đầu xây dựng giống như ở Việt Nam vậy Khi nó còn là miếng đất thôi Thì mình sẽ bắt đầu trả theo tiến độ Trả theo tiến độ ở đây cũng khá là gắt Chứ không giống như ở Việt Nam mình trả 5%, 10% Thì ở đây á, trả khoảng 3-4 lần nữa là xong căn nhà rồi Thì khi mà căn nhà nó hoàn thiện xong á Thì giá nó sẽ bắt đầu tăng lên rất là nhiều Và họ sẽ tiến hành bán lại Căn này á, thì dường như là chưa cho thuê bao giờ luôn cho nên là nhìn nó cũng khá là mới và sạch sẽ phía sau nhà thì sẽ có một cái gara thì thường căn nhà Úc á nhiều căn nó sẽ có hai mặt tiền luôn mình vô thì mình đi bộ mình vô cổng trước nhưng mà đậu xe thì vô cổng sau cũng có ở Úc á nếu mà mua đầu tư á mình mua căn này giá là 12 tỷ mình bỏ ra là 20 phần trăm có căn á, thì mình bỏ ra 15 phần trăm cũng có 10 phần trăm cũng có nhưng mà trung bình thì mình sẽ bỏ ra là 20% Còn nếu mình bỏ ra dưới 20% Khoảng 10% chẳng hạn Thì mình phải mua một cái gói bảo hiểm Cho cái việc mà chi trả của mình Thì gói bảo hiểm này thì nó cũng không phải là bảo hiểm như ở Việt Nam là bảo hiểm nhân thọ Cái gói bảo hiểm này gọi là bảo hiểm cho cái gói vay của mình Cho những cái tháng là mình không có đủ khả năng trả nợ thì nó sẽ lấy cái gói này ra thì nó nằm tầm vài nghìn đô thôi chứ không có nhiều nếu mà ở Úc á, thì nếu mà có PR là hay gọi là permanent resident hay ở nước Mỹ thì gọi là thí xanh á thì á, mình sẽ mua cái nhà với cái thuế rẻ hơn nếu mà mình có PR thì mình sẽ mua nhà khi mà mình trả tiền thuế giống như ở Việt Nam mà trả tiền thuế thu nhập hay là trả thuế trước bạ gì đó um, thì á, mình sẽ trả thuế là 5% phần trăm đối với người mà đã có PR rồi còn nếu mà chúng ta không có PR thì mình vay thứ nhất là mình vay đã khó rồi nè thứ hai á là mình sẽ trả cái mức thuế giống như thuế trước bạ Việt Nam đó thì nó sẽ cao hơn tới 12.5% tức là nó sẽ chênh lệch 7.5% so với người có PR hay là có quốc tịch Úc mà con số 7.5% là con số cũng khá là lớn Ví dụ như là một căn nhà 10 tỷ đi Thì 7.5% là nó nằm tầm là 750 triệu Tức là nếu mà mình chưa có PR Mình mua căn nhà cỡ này nè Thì mình sẽ mất khoảng 800 triệu đồng tiền Việt Nam Cho cái phần trên lệch về thuế Đồng thời á, là mình sẽ vay cực kỳ khó luôn bởi vì á, là mình nếu mà mình chưa có PR là mình là công dân nước ngoài và chưa có định cư thì người ta sẽ không tin tưởng mình mình sẽ ở đây lâu dài để mà trả nợ cho ngân hàng cho nên là rất là khó vay bởi vậy á, nếu mà chúng ta copy là chúng ta dường như có tất cả nào là được vay mua nhà nào là được thuế suất lãi suất thấp rồi á, mình sẽ được là phúc lợi xã hội ví dụ như là medicare khám chữa bệnh miễn phí cho tất cả các loại bệnh khác nhau rồi mình sẽ được con cái sẽ được học miễn phí cũng như là sinh con ra thì sẽ có những cái phúc lợi dành cho ba mẹ cũng như tiền sữa dành cho đứa con căn nhà này á là cái phòng ở phía sau khá rộng nhưng mà cái cửa sổ cũng khá là nhỏ cho nên là mình thấy cũng hơi bí một chút phía trên là được lót thảm rất là sạch sẽ nhà vệ sinh thì có bụng tắm nằm nữa rồi có luôn bùn tấm đứng luôn Nói chung á, là nội thất nhìn còn rất là mới Đây là những căn nhà còn mới Còn nếu mà các bạn à, mua những căn nhà mà quá cũ thì lưu ý một chuyện Rằng á, là nếu mà mình mua nhà mà mình tính chuyện đập ra để xây mới á, Thì mình phải cộng vô 50.000 tiền đập nhà và các chi phí phát sinh nha Tại vì ở Úc á, đập phá dỡ một căn nhà cũng tốn rất là nhiều tiền vì á, là các nguyên vật liệu mà đập ra thì mình phải kiếm chỗ bỏ rất là tốn kém chứ không phải là như ở Việt Nam thì có những cái khu mà mình có thể là đem đi đổ được đâu Cho nên là ở đây á, là mua nhà cũ nhà nát thì mình phải lưu ý là cộng thêm 50 000 thì mới ra cái giá thật của cái tiền mua và mà mua nhà cũ mà sửa chữa thì các bạn nên nhớ là chi phí cũng khá là cao ví dụ như là xây một cái garage xe hay là một là một số chuyện đơn giản thôi xây thêm một phòng thôi thì cũng tốn trên 10.000 đô la Úc chính vì vậy có một số người thích những căn nhà mới như thế này mua về là sử dụng luôn không cần phải qua sửa chữa này nọ thì bạn nào có những câu hỏi gì hoặc là có những comment gì thì hãy để lại comment bên dưới nha các bạn thấy video mình hay và hữu ích á, thì đừng quên cho mình một lượt like, share, đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo